Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong hai ngày 25 và ngày 26 tháng 7 năm 2024, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với nghi thức quốc tang. Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang: trước anh linh đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thành kính tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao to lớn, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân, của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời đại mới. Chúng tôi nguyện noi gương, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hết sức mình để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc, ấm no. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, sáng ngày 27 tháng 7, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Sáng cùng ngày, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Phong trào toàn dân chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng phát triển sâu rộng, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ điều này tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2024 và ra mắt ngân hàng gen ADN liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ sáng ngày 23 tháng 7 tại Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng những tình cảm sâu nặng và lời thăm hỏi ân cần thân thiết nhất. Thủ tướng cho biết, đến nay 99% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú và 99 xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ sau: tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách pháp luật đối với người có công, đảm bảo kịp thời, hiệu quả để người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn với tinh thần không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước ta. Tôi đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các bộ ngành, cơ quan địa phương có liên quan tiếp tục chuẩn hóa các điều kiện tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân được quy định thống nhất, rõ ràng, kịp thời, bổ sung cả về đối tượng và chế độ thụ hưởng đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng và đặc biệt là chống tiêu cực, tham nhũng trong cái việc lợi dụng chính sách này, cương quyết không để cái việc này xảy ra nữa. Tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, thực hiện tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, góp phần bù đắp những thiệt thòi của người có công và gia đình có công với cách mạng.
Thủ tướng cũng kêu gọi tất cả mọi người hãy luôn luôn ghi nhớ, tri ân và tâm niệm, hãy sống, chiến đấu, lao động, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. Ngày 24 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2024, phiên họp chuyên đề pháp luật thứ 6 trong năm 2024. Chính phủ đã thảo luận về hai đề nghị xây dựng luật là luật tình trạng khẩn cấp, luật khoa học và công nghệ sửa đổi. Hai dự án luật là luật điện lực sửa đổi và luật việc làm sửa đổi. Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục rà soát phân cấp phân quyền tối đa gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật, khen thưởng kịp thời. Tiếp tục rà soát, cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, xóa bỏ cơ chế xin cho, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Có cơ chế thông thoáng để huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước, thông qua đẩy mạnh hợp tác công tư và có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, không để tham nhũng chính sách. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu các cơ chế chuyển giao công nghệ, xây dựng ngành công nghiệp đường sắt theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, xây dựng cơ chế chính sách huy động, đa dạng hóa nguồn lực, đánh giá kỹ tác động, làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao. Đồng thời, cần nâng cấp các tuyến đường sắt hiện hữu để tập trung cho vận tải hàng hóa, phát triển du lịch và nghiên cứu sớm triển khai 3 tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, tuyến đường sắt Viêng Chăn - Lào, Phụng Áng - Hà Tĩnh. Chiều ngày 22 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên trên địa bàn 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhìn lại những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, Thủ tướng đã chỉ rõ 6 bài học kinh nghiệm quý báu để triển khai công việc của dự án này và làm các công trình khác. Thứ nhất là kinh nghiệm lãnh đạo chỉ đạo phải tập trung quyết liệt, khoa học bài bản, tăng cường cái giám sát, cái kiểm tra, cái đôn đốc, cái động viên và chia sẻ với lại những cái khó khăn của tập đoàn điện lực, của tổng công ty truyền tải điện, của anh chị em công nhân trên công trường. Phân công là phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ nhiệm vụ, rõ kết quả, rõ thời gian. Cái thứ hai, kinh nghiệm là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với một cái tinh thần tiền hô hậu ứng, nhất hô ba ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Cái tinh thần này rất rõ trong cái này, đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Cùng với đó là việc làm tốt công tác dân vận, quyết tâm vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, doanh nghiệp, các lực lượng, các cấp, các ngành, tạo phong trào khí thế thi đua sôi nổi, hăng say lao động trên công trường. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy những bài học kinh nghiệm này để làm nốt phần việc còn lại với trách nhiệm cao nhất, phấn đấu hoàn thành công trình trong dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa, đã hiệu quả càng hiệu quả hơn nữa, thần tốc hơn nữa, với tinh thần trách nhiệm cao nhất hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong tuần từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thông Lao Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, Chủ tịch Thượng viện Australia Su Lai nhân dịp sang Việt Nam tham dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo các nước bày tỏ tiếc thương vô hạn, chia sẻ những mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ, mẫu mực và đặc biệt xuất sắc của Việt Nam. Lãnh đạo các nước nhấn mạnh, Tổng Bí thư đã có những đóng góp rất quan trọng to lớn cho sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước tin tưởng rằng những di sản quý báu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại sẽ là nền tảng vững chắc đưa Việt Nam tiếp tục phát triển và thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn chính phủ, nhân dân và lãnh đạo các nước đã gửi điện chia buồn và cử đoàn đại biểu sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tình cảm chân thành, sự gắn bó sâu sắc và sự coi trọng đặc biệt của các nước đối với đất nước, nhân dân Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisoulith và Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt thủy chung son sắt và có 102 giữa hai nước và trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước của Lào. Tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba, Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong củng cố và phát triển mối quan hệ anh em đặc biệt, đoàn kết thủy chung, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba. Chủ tịch Quốc hội Cuba khẳng định quan hệ hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược,
trong bối cảnh đối ngoại và kinh tế xã hội nhiều thách thức, khó khăn của Cuba hiện nay. Gặp mặt với Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao theo định hướng 6 hơn, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình xác định. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố và tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nhà nước, phối hợp thực hiện tốt các tuyên bố chung, hiệp định, thỏa thuận hợp tác, mở rộng trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, phát huy các cơ chế hợp tác sẵn có cũng như thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa các bộ ngành địa phương, đoàn thể nhân dân. Trong cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Australia, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi một số định hướng về quan hệ hợp tác giữa hai nước và nhất trí tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác chính, trong đó có các lĩnh vực truyền thống và các lĩnh vực mới, tăng cường hơn nữa lòng tin chiến lược, xứng với tầm vóc quan hệ và mong muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng đã có các buổi gặp với đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản, nguyên Thủ tướng Suga Yoshihide, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Phó Thủ tướng Malaysia, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, đặc phái viên Thủ tướng Thái Lan. Sáng ngày 26 tháng 7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp về dự thảo nghị định về cơ chế chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà, tự sản tự tiêu, đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc huy động điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu lên lưới điện quốc gia cần căn cứ vào yêu cầu của đất nước, thực tiễn phát triển nguồn điện, đặc thù của từng vùng miền. Theo đó, cơ quan soạn thảo phải nghiên cứu có chính sách khuyến khích rõ ràng để tổ chức cá nhân tham gia đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu kèm theo thiết bị lưu trữ điện năng chuyển thành nguồn điện nền phát lên lưới vào giờ cao điểm theo hướng nhà nước nhân dân cùng làm. Về phương pháp xác định giá mua điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương xem xét nghiên cứu theo hướng áp dụng cơ chế bù trừ hoặc theo giá chào bán thấp nhất trên thị trường điện cạnh tranh tại thời điểm mua. Chiều ngày 22 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Takebe Susumu, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cảm ơn tình cảm, sự chia sẻ của cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt Nhật trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam Nhật Bản phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Với hai lần nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên đối tác chiến lược sâu rộng năm 2014 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Phó Thủ tướng đánh giá cao ý tưởng đưa sinh viên tốt nghiệp Đại học Việt Nhật tiếp tục thực tập tại Nhật Bản, vừa để giúp sinh viên cập nhật thêm kiến thức, vừa giúp Nhật Bản giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. Mong muốn chính phủ, các doanh nghiệp và tổ chức của Nhật Bản tiếp tục ủng hộ trường Đại học Việt Nhật, hỗ trợ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo và tăng sức hấp dẫn của trường Đại học Việt Nhật. Tại công điện số 72 ngày 24 tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2 và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian tới, ra soát xác định các trường hợp còn đang bị mất tích nếu có để tổ chức tìm kiếm cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ bị mất nhà cửa, huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, có phương án chủ động sơ tán, di dời, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại khi mưa lũ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký chỉ thị số 22 CTTTG ngày 23 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc kiểm kê đất đai năm 2024. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành địa phương có liên quan tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai năm 2024 trên phạm vi cả nước từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Việc kiểm kê đất đai năm 2024 phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật về đất đai, đảm bảo tính khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế hiện trạng sử dụng đất. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.